Đây là một tế bào thần kinh và ở sợi trục của nó được trang bị các bao myelin. Sự nâng cấp này khiến cho tế bào thần kinh ban đầu có thể dẫn truyền tín hiệu nhanh hơn, chính xác hơn và còn tiết kiệm năng lượng hơn. Nhưng vấn đề là chỉ một số loại tế bào thần kinh được trang bị bao myelin. Tại sao lại như vậy? Tại sao tự nhiên chỉ thiết kế cho một số loại dây thần kinh trong cơ thể chúng ta được trang bị bao myelin, trong khi số lượng lớn các tế bào thần kinh còn lại thì không có? Cái bao myelin này giúp cho tế bào thần kinh hoạt động hiệu quả hơn như thế nào? Và điểm chính mình muốn nói đến trong video này là tại sao các tế bào thần kinh không có myelin, hoạt động chậm hơn nhưng mà vẫn tồn tại mà chưa bị tự nhiên loại bỏ. Cùng tìm hiểu trong video này nha. Nhưng mà trước khi vào nội dung chính của video, nếu bạn cảm thấy những nội dung này hữu ích, đừng quên thích video, đăng ký kênh Thư Viện Nhỏ và chia sẻ để lan tỏa video giúp mình nha. Cảm ơn các bạn. Bây giờ chúng ta hãy bắt đầu với những điều cơ bản nhất. Là tế bào thần kinh là những khối xây dựng cơ bản của hệ thống thần kinh trong cơ thể chúng ta. Thì hãy coi chúng như những sợi dây nhỏ truyền tải thông tin từ bộ phận này sang bộ phận khác trong cơ thể của bạn. Nhưng vấn đề ở đây là một số loại dây thần kinh được trang bị thêm lớp cách điện, còn những dây khác thì không có. Đó chính là bao myelin. Myelin thực chất là một chất béo màu trắng bao quanh các sợi trục hoặc là đuôi của một số tế bào thần kinh. Cái lớp vỏ bọc này hoạt động giống như lớp cách điện trên dây điện, giúp tín hiệu truyền đi nhanh hơn và hiệu quả hơn. Nó được tạo ra bởi các tế bào chuyên biệt, đó là oligodendrocyte trong não và tủy sống của bạn và tế bào Schwann ở phần còn lại của cơ thể bạn, tức là ở dây thần kinh ngoại biên. Nhưng mà đây là một sự thú vị nè. Myelin không phải lúc nào cũng là một phần của bức tranh. Nó không phải là giải pháp duy nhất của tự nhiên. Các hệ thống sinh học sơ khai vốn dĩ không có trang bị bao myelin cho hệ thống thần kinh của chúng. Trước đó, để truyền tải thông tin nhanh hơn thì các loại sinh vật sẽ phát triển tế bào thần kinh chứa những sợi trục có kích thước khổng lồ. Và vì vậy chúng không cần myelin để có thể truyền tin nhanh hơn. Cái cách giải quyết vấn đề này tồn tại một nhược điểm đó là tế bào thần kinh chứa sợi trục khổng lồ sẽ chiếm một diện tích không nhỏ trong kết cấu của sinh vật. Vì vậy tự nhiên cần một thiết kế hoàn hảo hơn. Đó là khi những động vật có xương sống như chúng ta xuất hiện. Một thứ gì đó hiệu quả hơn đã xuất hiện theo. Với myelin thay vì tín hiệu thần kinh phải truyền dọc theo sợi dây thần kinh để đến đích, thì lúc này các tín hiệu có thể nhảy cóc qua những khoảng trống nhỏ giữa các bao myelin dọc theo sợi trục của tế bào thần kinh. Quá trình này làm cho tốc độ di chuyển của xung thần kinh nhanh hơn khoảng 100 lần khi so với các tín hiệu không có myelin. Và đó là lý do bạn có thể phản ứng trước nguy hiểm chỉ trong một phần nghìn của giây. Mặt khác thì thay vì phải tiêu tốn năng lượng để trao đổi ion nhằm dẫn truyền dọc theo cả sợi trục, lúc này cơ thể chỉ cần tốn một lượng ít năng lượng dành cho nút dẫn truyền mà thôi, nên sẽ tiết kiệm khá năng lượng. Đến đây chúng ta có thể thấy rằng với sự hỗ trợ của các bao myelin giúp cho tế bào thần kinh có thể truyền tín hiệu nhanh hơn và tiết kiệm năng lượng hơn. Trong khi những tế bào thần kinh không có myelin thì truyền tin chậm hơn và tốn nhiều năng lượng hơn. Nhưng mà nếu bao myelin ưu việt tới như vậy mà thực tế là chỉ có một số tế bào thần kinh là dẫn truyền nhảy cóc qua bao myelin mà thôi. Vậy thì tại sao không phải tất cả các tế bào thần kinh đều có myelin? Và tại sao mà các tế bào không có myelin hoạt động kém hiệu quả nhưng vẫn còn tồn tại? Câu trả lời nằm ở những mục đích hoạt động khác nhau và những giới hạn sinh học mà tự nhiên không thể nào phá vỡ được. Thứ nhất là tốn tài nguyên và năng lượng hơn. Bản thân quá trình hoạt động của tế bào có myelin tiết kiệm năng lượng hơn khi không có myelin thật. Nhưng mà quá trình myelin hóa một tế bào thần kinh bình thường lại làm tiêu tốn nhiều tài nguyên và năng lượng của cơ thể. Myelin được tạo ra bởi các tế bào Schwann trong hệ thần kinh ngoại biên và tế bào oligodendrocyte trong hệ thần kinh trung ương. Những tế bào này phải cung cấp lượng lớn lipid và protein để bao bọc từng đoạn sợi trục của một tế bào thần kinh. Lớp myelin này sau khi được tạo ra cũng cần phải được duy trì và sửa chữa thường xuyên. Điều này lại đòi hỏi nhiều năng lượng hơn, kèm với các tế bào hỗ trợ nữa. Và quá trình trao đổi chất diễn ra liên tục. Kết quả của chuyện này là cơ thể chỉ tập trung đầu tư vào việc myelin hóa ở những tế bào thần kinh thực sự cần thiết mà thôi. Vả lại, trong một số trường hợp thì tín hiệu không cần phải truyền đi quá xa hoặc là quá nhanh, thì việc truyền tin có myelin lại làm tốn năng lượng hơn và tỏ ra không cần thiết. Ví dụ như khi bạn chạy xe, nếu chỉ đi ra đầu ngõ uống cà phê thì chạy trên đường làng sẽ nhanh gọn hơn so với việc bạn phải kiếm một đường cao tốc để đi. Nhưng mà khi bạn muốn đi xa, đi nhanh hơn, như là khi di chuyển từ tỉnh này qua tỉnh khác chẳng hạn, thì bạn chạy xe trên đường cao tốc sẽ tiết kiệm và thuận tiện hơn nhiều. Điều này thể hiện sự phối hợp độc đáo giữa tế bào thần kinh không có myelin và có myelin trong việc phân phối công việc và duy trì hiệu quả năng lượng tổng thể một cách tối ưu nhất. Bạn thấy đó, nếu như não muốn điều khiển việc tiêu hóa thức ăn thì thôi từ từ cũng được. Nhưng mà nếu chúng ta bị tổn thương, như là khi thò tay vô lửa chẳng hạn, thì quá trình phản xạ sẽ phải làm việc tức thì để đáp ứng lại mối nguy hiểm đó. Lý do thứ hai là không gian sinh học hạn chế. Như mình nói trước kia, sợi trục của tế bào thần kinh dẫn truyền nhanh hơn thì tự nhiên sẽ thiết kế chúng to và bự hơn.
Vô tình điều này làm cho sợ trục chiếm mất một lượng không gian khổng lồ trong cơ thể sinh vật. Ngày nay tự nhiên thiết kế ra bao myelin, mặc dù nhỏ gọn hơn trước, nhưng chúng vẫn chiếm một lượng không gian nhất định. Và nếu không muốn nói là cũng nhiều, khi mà chúng ta tính đến số lượng các tế bào thần kinh trong một hệ thống sống ngày một phức tạp hơn. Vì vậy, ở những khu vực của hệ thống thần kinh nơi mà không gian bị hạn chế, chẳng hạn như các mạng lưới thần kinh dày đặc trong não, thì việc có các sợi trục nhỏ không có myelin có thể là có lợi. Những sợi trục nhỏ này cho phép mật độ kết nối cao hơn, cho phép nhồi nhét được cực kỳ nhiều tế bào thần kinh, làm tăng cường khả năng kết nối giữa chúng. Điều này rất cần thiết cho quá trình xử lý thần kinh phức tạp. Thứ ba là sự đánh đổi về mặt tiến hóa. Sự tiến hóa thường liên quan đến sự đánh đổi giữa các yếu tố khác nhau như là tốc độ, hiệu quả sử dụng năng lượng và không gian. Sự tồn tại của cả sợi trục có myelin và không có myelin là kết quả của sự đánh đổi này. Trong một số tình huống thì việc truyền tín hiệu nhanh chóng do các sợi trục có myelin cung cấp là điều cần thiết cho sự sống, chẳng hạn như ở các tế bào thần kinh vận động, kiểm soát phản xạ nhanh. Trong một số tình huống khác thì việc tiết kiệm năng lượng và hiệu quả về không gian của các sợi trục không có myelin sẽ là có lợi hơn. Hiện nay ở một số loài, ví dụ như là loài mực khổng lồ, vẫn sử dụng các sợi trục khổng lồ không có myelin thay vì là myelin hóa chúng. Điều này cho thấy là cách tiến hóa lựa chọn giải pháp là phải phù hợp nhất với từng loài. Cuối cùng là lợi ích của một tế bào thần kinh không có myelin. Tế bào không có myelin có thể dẫn truyền tín hiệu ổn định hơn, tín hiệu chậm nhưng mà rất đều đặn, phù hợp với các quá trình như là tiêu hóa, điều hòa nhịp tim hoặc là cảm giác đau kéo dài. Chúng cũng có thể dễ dàng sửa chữa hơn. Vì không có lớp myelin phức tạp nên các sợi trục không có myelin thường dễ dàng tái tạo sau khi bị tổn thương. Tóm lại, sự tồn tại và phối hợp đồng thời của các tế bào thần kinh có myelin và tế bào thần kinh không có myelin là một thiết kế thông minh của tự nhiên. Đó là một giải pháp cân bằng giữa hiệu quả đầu tư tài nguyên và năng lượng của cơ thể, sự phân phối công việc hợp lý, tối ưu hóa không gian sinh học cũng như là lựa chọn của tiến hóa. Sự phân công lao động này có thể giúp cơ thể bạn vận hành trơn tru, từ phản xạ nhanh như chớp đến tiêu hóa chậm rãi và đều đặn. Lần tới theo phản xạ, khi bạn rút tay khỏi một đốm lửa thì bạn biết rằng chính cái tế bào có myelin đang hoạt động ở đó. Và đến cuối video, nếu bạn cảm thấy những nội dung như thế này nên được xuất hiện nhiều hơn nữa thì đừng quên thích, chia sẻ và giúp mình đăng ký Hư Viện Nhỏ nha. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần tới.